Kính chào quý vị, xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng dần qua từng năm. Lễ hội Hương vị Ba Miền giới thiệu hơn 500 món bánh dân gian. Nổ nồi hấp trầm hương tại huyện Bình Chánh, 5 căn nhà bị hư hỏng, một bé gái bị thương. Nhà bếp robot tại bệnh viện ở Đức giúp nhân viên y tế có đồ ăn nóng cả ngày lẫn đêm. Thưa quý vị, tại Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tăng dần qua từng năm, trong đó tăng mạnh ở các doanh nghiệp, người sử dụng lao động. Nhiều doanh nghiệp luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, qua đó giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phát triển, đồng thời ổn định thị trường lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Theo nữ nhân viên công ty đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản này, dù thị trường nhiều biến động nhưng chị vẫn yên tâm làm việc nhờ công ty đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách lương thưởng và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phía bảo hiểm cũng rất là sẵn sàng hỗ trợ cho nhân viên mình trong các vấn đề về giấy tờ chuyển đổi, nên là điều đó cũng khiến là cho nhân viên ở đây cũng yên tâm đối với cái nhiệm vụ này. Bất cứ một người lao động nào nếu tham gia bảo hiểm xã hội khi không đủ sức khỏe để đi làm như ốm đau, đi bệnh viện hoặc nghỉ thai sản thì bảo hiểm xã hội sẽ chi trả cho những ngày nghỉ của họ. Hiện nay các đối tượng lao động tự do hoặc là làm nhiều lĩnh vực mà muốn chuyển đổi công tác và có một cái quá trình tham gia bảo hiểm xã hội một cách liên tục không ngắt quãng thì mình cắt hay gói nói cách khác là mình giảm ở cái đơn vị cũ và tăng mới ở đơn vị mới. Khi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được các doanh nghiệp, người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ, thì người lao động sẽ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phong tục tập quán, truyền thống, tôn giáo và sự thờ ơ về việc hiến tặng giác mạc cũng như hiến tạng từ người chết não đang là những bất cập trong vận động hiến tạng tại Việt Nam. Đó là thông tin được các chuyên gia đề cập trong buổi chia sẻ kinh nghiệm thu nhận, điều phối giác mạc giữa Việt Nam và Singapore diễn ra chiều qua tại Hà Nội. Theo Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, số lượng ca chết não hiến mô tạng trong 9 tháng đầu năm nay là 25 ca, góp phần làm tăng số tạng hiến từ người chết não đạt 87 trên 829 bệnh nhân ghép, được coi là số lượng kỷ lục của Việt Nam. Tuy nhiên, nước ta vẫn có nguồn hiến tạng thấp nhất thế giới. Khó khăn nhất hiện nay là nhận thức từ cộng đồng, cách thức đăng ký hiến tạng. Đối với giác mạc, trên cả nước hiện chỉ có 2 cơ sở y tế có khả năng ghép giác mạc, nguồn cho vẫn hạn chế, chủ yếu là nguồn từ thiện từ nước ngoài. Các cơ quan chức năng cũng như các cơ sở mà có ghép giác mạc hiện bắt cần có một cái kiến nghị chính thức với Bộ Y tế và Hải quan để có thể những trường hợp mà ở nước ngoài, nhất là Mỹ, họ thường cho các cái giác mạc từ người hiến chết ấy, thì tạo điều kiện để về kịp nhanh cứu những cái người bị mù. Theo các chuyên gia từ Ngân hàng Mắt ở Singapore, tại nước này không có chống chỉ định hiến tặng giác mạc, thậm chí cả các bệnh nan y như ung thư. Giác mạc của người hiến được điều phối cho người nhận một cách minh bạch và rõ ràng. Cuối quý 3, đầu quý 4 là giai đoạn các doanh nghiệp thực phẩm chạy đua sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng Tết. Tuy nhiên, thời gian qua, giá nguyên liệu đầu vào của nhiều nhóm thực phẩm tăng mạnh, chưa có dấu hiệu dừng lại, khiến các doanh nghiệp lao đao. Từ đầu năm đến nay, giá các loại nguyên liệu như đường, sữa, bột mì, cà phê, cacao đều biến động mạnh do khan hiếm nguồn cung toàn cầu. Các doanh nghiệp phải đối diện với nhiều khó khăn khi giá nhiều nguyên liệu đầu vào tăng trong khi không thể tăng giá bán. Giá thành mà tăng lên 6%, 7% hay là 10% mà chúng ta tăng giá bán cũng tương ứng thì có nghĩa là chúng ta không có thể đưa hàng hóa ra thị trường. Phải đổi mới cái công nghệ sản xuất của mình, phải đi vào trong cái chuyển đổi số, phải chấp nhận là lãi ít hoặc không lãi để giữ cho cái hàng hóa của mình lưu thông được nhiều. Từ bây giờ cho tới cuối năm thì mặc dầu là cái thị trường tăng, cái sức tiêu dùng tăng nhưng mà chúng tôi đang hết sức cố gắng để giữ cái giá bình ổn. Cũng phải cân đối những cái chi phí mà gói ghém trong cái mức cần thiết để mình có được cái mức giá hợp lý cho người tiêu dùng. Các doanh nghiệp hy vọng vào các giải pháp căn cơ của chính phủ để giữ giá, giữ chất lượng, phục vụ tốt nhất cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Ngày hội bánh dân gian mang tên Hương vị Ba Miền đã bắt đầu diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện giới thiệu hơn 500 món bánh truyền thống từ 100 đơn vị khắp mọi miền đất nước. Đến với ngày hội Hương vị Ba Miền, người dân và du khách dễ dàng bắt gặp những loại bánh nổi tiếng bao đời khắp cả nước như bánh chưng, bánh tép, bánh đúc, bánh da lợn, bánh bột lọc, bánh bò.
rất nhiều màu sắc, rất đẹp và ăn rất ngon miệng. Tôi rất thích ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là các loại bánh được ăn thử tại đây hôm nay. Ngày hội còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật chế biến bánh, quy tụ các chuyên gia nói về lịch sử văn hóa ẩm thực Việt cũng như các loại bánh trong chương trình. Ở đây là các đầu bếp chuyên nghiệp để đến để nấu ăn, để cũng mong muốn giới thiệu những cái sản phẩm mình tốt nhất, ngon nhất đến cho quan khách Việt Nam cũng như là quan khách quốc tế. Bánh hỏi mặt giỏng là món bánh đặc sản ở vùng Phong Điền ở thành phố Cần Thơ. Bánh này là bánh gia truyền của ông bà truyền lại. Bánh dân gian đã đi vào đời sống của người Việt, vừa mang nét đặc trưng riêng của ẩm thực vùng miền, vừa mang cả nền văn minh lúa nước, hồn quê Việt, kinh tế nông nghiệp trong từng chiếc bánh. Sự kiện diễn ra đến ngày 20 tháng 10. Hôm qua tại trạm kiểm soát thác Bản Dốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng và chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc đã tổ chức lễ vận hành chính thức khu cảnh quan thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc. Mô hình hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc là mô hình đặc biệt mới, mô hình hai khu, hai nước cùng bảo vệ và khai thác sử dụng chung. Ngay sau lễ vận hành chính thức, hai đoàn du khách Việt Nam, bốn đoàn du khách Trung Quốc, mỗi đoàn 20 người đã sang tham quan khu cảnh quan hai bên. Đứng ở bên nước mình thì cũng cảm thấy là đất nước Việt Nam mình cũng rất là đẹp. Và cái đất nước của họ và cái nền văn hóa của họ cũng tương đối là đẹp. Cảm thấy rằng là cái thủ tục xuất nhập cảnh rất là thuận tiện và nhanh chóng. Chuyến đi rất là thú vị và trải nghiệm được khung cảnh rất là đẹp. Rất đẹp. Lần đầu tiên tôi thấy một cảnh quan hùng vĩ và đẹp như thế này. Theo kế hoạch, thời gian mở cửa lối qua lại biên giới của du khách là từ 8 giờ giờ Việt Nam. Sau 14 giờ sẽ dừng tổ chức đoàn qua biên giới. Thời gian đóng cửa lối qua lại là từ 17 giờ. Thời gian tham quan của mỗi đoàn du lịch qua biên giới không vượt quá 6 giờ. Tạm thời chưa cho phép công dân nước thứ ba qua lại khu cảnh quan của hai bên. Tiếp theo trong phần sau của chương trình. Bắt giam đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 48 tỷ đồng. Thoát chết nhờ ôm ba lô trước ngực suốt 32 giờ trôi dạt trên biển. Thưa quý vị, hôm qua tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ nổ nồi hấp trầm hương làm một bé gái 10 tuổi bị thương, 6 căn nhà bị hư hỏng. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra khoảng 15 giờ cùng ngày tại một cơ sở sản xuất trầm hương ở ấp 7 xã Vĩnh Lộc A. Sau tiếng nổ lớn, người dân các nhà xung quanh hoảng loạn tháo chạy. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ nổ xuất phát từ nồi hấp tinh dầu trầm, cửa chính ra vào nhà và nhiều vật dụng mái tôn căn nhà bị thổi bay ra phía ngoài đường, tường nhà đổ sập. Hai vợ chồng ông H trong căn nhà này may mắn thoát nạn. Vụ nổ là một bé gái 10 tuổi ở nhà bên cạnh bị bầm ở trán. Năm căn nhà xung quanh cũng bị ảnh hưởng, sập tường, sập la phong, vỡ kính cửa, hư hỏng xe máy. Tối cùng ngày, sau khi được thăm khám tại bệnh viện, bé gái bị thương đã được gia đình đưa về nhà, hiện sức khỏe tạm ổn. Chiều qua trên đường đi Đà Lạt, một xe tải đã lật nhiều vòng trên cao tốc Liên Khương Prenh, khiến tài xế phải nhập viện. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ, anh L, 35 tuổi, ngụ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, điều khiển xe bán tải lưu thông trên cao tốc Liên Khương Prenh theo hướng từ sân bay Liên Khương lên thành phố Đà Lạt. Khi xe đi đến địa giới hành chính xã Hiệp An, cách trạm thu phí BOT Định An khoảng 2 km, thì tông vào giải phân cách rồi lật nhiều vòng trên đường. Vụ tai nạn khiến tài xế L bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Hôm qua, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng Lê Văn Ngoan và Phạm Văn Nửa cùng ngụ tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ điều tra, tháng 7 qua tại Tây Ninh, Nửa và Ngoan câu kết với hai đối tượng Duy và Chiến tìm người có nhu cầu mua đô la Mỹ để lừa bán chiếm đoạt tiền. Ngày 11 tháng 7, nhóm đối tượng đã hẹn bà NTH, 55 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An, đến một quán cà phê ở huyện Bến Cầu. Tại đây, Ngoan giới thiệu đang công tác ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và có đô la Mỹ cần bán, nên bà H tin tưởng đặt mua 500.000 đô la Mỹ. Chiều cùng ngày, bà H mang theo 1 tỷ đồng đến trước trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Lúc này, nhóm đối tượng giàn cảnh yêu cầu bà H đưa tiền cho Nữa mang vào trụ sở để đưa cho Ngoan, rồi sẽ lấy tiền đô la Mỹ ra giao cho bà. Sau khi bà H giao tiền, các đối tượng tìm cách tẩu thoát và chia nhau tiêu xài. Qua gần 3 tháng điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt giữ được Nữa và Ngoan, hiện đang truy bắt Chiến và Duy. Còn tại Kiên Giang,
Nguyễn Quang Nhật, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Nhật Huy, cũng đã bị công an bắt tạm giam để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ đầu năm 2021 đến đầu năm 2022, Nhật đã vay mượn thuê tài sản của ông Tê để khai thác mỏ than bùn tại ấp Kiên Thanh, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, sau khi nhận được tài sản từ ông Tê, Nhật đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, sử dụng tài sản vào mục đích khác để chiếm đoạt 48 tỷ đồng của ông Tê. Hiện vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ nhân viên một quán cà phê nổi tiếng ở phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ném ly nhựa xuống biển mà chương trình 60 giây đã đưa tin hôm qua, Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né đã làm việc và xử phạt chủ quán cà phê nói trên. Phường đã xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với anh Nguyễn Vũ Nhật, trú phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, là chủ quán cà phê Jeju, vì hành vi bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt xuống biển thuộc khu phố 10, phường Mũi Né. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ quán nhận thức rõ hành vi vứt rác là sai quy định, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và địa phương. Hiện quán cà phê đã dọn dẹp, thu gom rác thải. Chủ quán cam kết sẽ không để tái diễn hành vi xả rác nơi công cộng. Bên cạnh đó, chủ quán sẽ hướng dẫn nhân viên vệ sinh môi trường xung quanh. Trước đó, tối ngày 13 tháng 10, nhân viên quán cà phê trên đã có hành vi vứt ly nhựa xuống biển. Vụ việc được du khách phản ánh và đưa lên mạng xã hội. Hụt chân ngã xuống biển trong lúc câu cá. Một người đàn ông 31 tuổi ở thành phố Đà Nẵng đã trôi dạt trên biển suốt 32 tiếng đồng hồ trước khi được cứu sống. Anh Đặng Huy Hùng, 31 tuổi, kể lại, vào khoảng 21 giờ tối ngày 13 tháng 10, anh đang câu cá tại bờ kè đá dưới chân cầu Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, thì bị hụt chân ngã xuống nước và bị cuốn từ kè đá ra biển. Lúc này, anh vẫn đeo chiếc ba lô bằng vải dù đựng đồ đi câu ở trên lưng. Anh thả lỏng người, hai tay ôm lấy chiếc ba lô trước ngực và vớ thêm được một cục xốp nhỏ trôi trên biển, nhét vào áo, chân đạp để người nổi lập lờ trên mặt nước. Tối đó trời có mưa to, anh Hùng uống nước mưa để giữ sức, cố gắng cầm cự, đợi sóng đánh vào bờ. Từ từ anh không còn sức lực, uống phải nước biển rồi bất tỉnh lúc nào không biết. Đến khoảng 5 giờ sáng hôm qua, người dân phát hiện anh Hùng trôi dạt vào bờ biển, cách chỗ bị nạn khoảng 4 km. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình. Người Trung Quốc háo hức với triển lãm của nghệ sĩ nổi tiếng người Serbia. Yoga, sự kết hợp của việc tập yoga trong tiếng nhạc đại phong cảnh. Thưa quý vị, một bệnh viện ở Đức đã mang đến cho nhân viên những bữa ăn nóng hổi bất kể ngày đêm bằng cách sử dụng một nhà bếp nấu ăn bằng robot. Căn tin robot này được triển khai tại Bệnh viện Đại học Tübingen từ cuối tháng 5. Ở đây chúng tôi hiện có 120 công thức nấu ăn khác nhau. Menu này bao gồm các món ăn cổ điển của Đức như thịt viên, đậu lăng và gà rán. Ngoài ra chúng tôi cũng có các món châu Á như mì ramen, phở, udon xào và nhiều món mì Ý. Căn tin bình thường chỉ có thể phục vụ vào buổi sáng, nhưng chúng tôi là một bệnh viện. Chúng tôi còn làm việc vào ban đêm, cuối tuần và cả ngày lễ. Tôi thấy rất ngon. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi nghĩ đây sẽ là giải pháp của tương lai, vì ở đâu cũng đều thiếu nhân viên. Căn tin này là giải pháp hữu hiệu để chăm sóc sức khỏe cho nhân viên y tế khi họ phải đối mặt với các ca làm việc kéo dài và mệt mỏi. Người dân Trung Quốc đang háo hức chìm đắm trong triển lãm nghệ thuật khái niệm và trình diễn của Marina Abramovic tại Thượng Hải. Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ nổi tiếng người Serbia tổ chức triển lãm tại đất nước tỷ dân này. Không chỉ tham quan, người xem còn được khuyến khích trở thành một phần của nghệ thuật trong một cảnh tượng đầy tương tác kèm theo hướng dẫn ở từng tác phẩm. Chẳng hạn với đếm gạo, người ta ngồi vào những chiếc bàn nhỏ và tách các hạt đen trắng, đếm số lượng từng màu rồi viết kết quả lên một tờ giấy để mang về nhà. Hay một khu vực triển lãm yêu cầu đeo tai nghe chống ồn trong khi thực hiện các hành động như liên tục mở và đóng cửa hoặc ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy hoa khô. Đứng trong không gian lát vỏ cây, tôi nhắm mắt lại để cảm nhận năng lượng của các tinh thể, và dù không thể cảm nhận được, tôi vẫn thấy rất thư giãn. Marina Abramovic, 77 tuổi, tạo dựng tên tuổi như một nghệ sĩ biểu diễn và khái niệm tiên phong. Tác phẩm nổi tiếng nhất của bà có tên Người nghệ sĩ đang hiện diện, khi bà ngồi bất động ở một cái bàn trong nhiều tháng trước 1.500 người tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York hồi năm 2010.
Tại Pháp, 53 bức tượng bán thân của những người từng bị giam cầm từ thế kỷ 19 vừa được khôi phục dưới bàn tay tài hoa của một nhà sử học. Những bức tượng đã được cất giữ suốt 80 năm có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử chế độ nô lệ. Các bức tượng đã ngủ yên trong khu bảo tồn của lâu đài Hoàng gia Blois bên bờ sông Loire. Chúng được phát hiện sau khi nhà sử học Clara Boyer-Rosson khám phá những cuốn sổ ghi chép của một nhà dân tộc học theo chủ nghĩa bãi nô cùng bộ sưu tập tượng bắn thân bằng thạch cao của ông được làm vào năm 1846 trên thi thể của những cựu nô lệ đến từ Đông Phi, chủ yếu từ Mozambique và Tanzania. Nhà dân tộc học trên từng thuyết phục những người từng là nô lệ đồng ý làm mặt nạ. Việc làm mặt nạ thạch cao có thể rất đau đớn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Người được làm mặt nạ sẽ bị rách lông mi và tóc, gặp khó khăn về hô hấp trong thời gian đắp mặt nạ. Đó còn là minh chứng cho thời kỳ lịch sử đen tối của việc buôn bán nô lệ. Triển lãm khuôn mặt tổ tiên được trưng bày trong một căn phòng ở lâu đài Blois cho đến ngày 1 tháng 12. Tập yoga trong tiếng đàn đại phong cầm, còn gọi là đàn organ, giữa một nhà thờ theo phong cách tân Gothic. Đây là một trong các hoạt động tại Pháp nhằm đa dạng hóa việc sử dụng nhạc cụ di sản thường thấy trong các thánh đường Công giáo. Yoga kết hợp với đàn organ, tức đại phong cầm, cho ra đời môn yoga. Buổi tập sẽ diễn ra theo nhiều nhịp độ, mở đầu một cách nhẹ nhàng, đến giữa buổi sẽ sôi động hơn, rồi sau đó giảm dần về mặt âm nhạc. Sau cùng, học viên sẽ được tập luyện tự do. Bản thân yoga là một môn mang tính tinh thần. Thêm vào địa điểm và âm nhạc, chúng tôi càng cảm thấy hoan hỷ hơn. Đây là sáng kiến trong khuôn khổ liên hoan đại phong cầm Toulouse thường niên, diễn ra vào tháng 10 hàng năm suốt gần 30 năm qua. Hoạt động mang đến năng lượng nội tâm và sự chiêm nghiệm, không mang tính tôn giáo. Chúng tôi có gần 600 cây đại phong cầm ở vùng Occitanie, cho nên mục tiêu là làm cho những cây đàn này trở nên sống động, không chỉ trong bối cảnh tôn giáo hay phụng vụ, mà còn bằng cách mang đến cho công chúng cơ hội được nghe chúng trong các di sản tráng lệ này. Buổi tập tại nhà thờ cổ Jesu nhịp nhàng theo tiếng cây đại phong cầm được chế tạo từ năm 1864. Với nhạc kịch Attack on Titan, tức Đại chiến Titan, lần đầu tiên được trình diễn bên ngoài Nhật Bản khi nó xuất hiện tại nhà hát trung tâm thành phố New York, Mỹ. Vở diễn được chuyển thể từ một trong những bộ truyện tranh cùng tên với hơn 140 triệu bản được bán ra trên toàn thế giới. Ước mơ của chúng tôi với tư cách là diễn viên sân khấu và nhà sáng tạo là được biểu diễn trên sân khấu tại New York. Sự cảm nhận mà bạn có từ phim ảnh và anime khác với khi bạn nhận được từ nhạc kịch và sân khấu. Bộ truyện tranh này đã phát triển thành anime, phim và giờ là nhạc kịch với những con người sống động. Chủ đề khá nặng nề và u ám, nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ đến rạp để trải nghiệm. Trước hết, ngôn ngữ chúng tôi sử dụng trong vở nhạc kịch này là tiếng Nhật. Vì vậy, để vượt qua rào cản ngôn ngữ, tôi tập trung nhiều hơn vào chuyển động và nội tâm để người hâm mộ nước ngoài có thể thực sự kết nối với nhân vật. Vở kịch trước đó đã được công chiếu tại Osaka và Tokyo, tạo nên tiếng vang trong cộng đồng người hâm mộ anime này. Thưa quý vị, tối qua tuyển Hàn Quốc gặp tuyển Iraq tại lượt 4 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Hàn Quốc được đánh giá cao hơn nhưng lại thiếu vắng siêu sao Song Heung-min. Chơi trên sân nhà, Hàn Quốc kiểm soát bóng và tạo nhiều cơ hội hơn. Phút 41, Bae Joon-ho căng ngang để Oh Se-hun dứt điểm mở tỷ số. Bàn thua không làm Iraq nao núng. Đầu hiệp 2, Ayman Hussein móc bóng gỡ hòa một đều. Tuy nhiên, chỉ trong 9 phút, Oh Hyun-gyu và Lee Jae-sung lần lượt ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-1 cho Hàn Quốc. Dù rất nỗ lực, nhưng Iraq chỉ có bàn rút ngắn cách biệt ở phút bù giờ thứ 5 do công của Bayesh. Thắng 3-2, Hàn Quốc củng cố ngôi đầu bảng B với 10 điểm sau 4 trận, trong khi Iraq vẫn đứng thứ 2 với 7 điểm. Tối qua, lượt 4 bảng C vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á chứng kiến trận đấu giữa Nhật Bản và Australia. Kết quả trận đấu đã được định đoạt bởi hai bàn phản lưới nhà. Nhật Bản tấn công dồn dập sau tiếng còi khai cuộc, trong khi Australia chủ động chơi với đội hình thấp để bảo vệ khung thành. Sang hiệp 2, Nhật Bản bất ngờ nhận bàn thua ở phút 58. Trung vệ Taniguchi phản lưới nhà sau quả tạt của Miller. Đến phút 76, cầu thủ vào sân Nakamura đi bóng qua hai cầu thủ Australia, sau đó căng ngang khiến hậu vệ Cameron Burgess đốt lưới nhà. Thời gian còn lại, Nhật Bản nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng, nhưng hàng thủ Australia bảo vệ cầu môn thành công. Hòa một đều, Nhật Bản đứt chủ trận thắng tại bảng C,
nhưng vẫn đang độc chiếm ngôi đầu bảng với 10 điểm, hơn đội nhì bảng Australia 5 điểm. Ở một trận đấu khác của bảng C, Trung Quốc tiếp đón Indonesia với quyết tâm cao sau chuỗi 3 thất bại trước đó. Trong hiệp 1, đội chủ nhà tận dụng các sơ hở của hàng thủ đối phương để ghi 2 bàn, lần lượt nhờ công của Behram Abdulwali và Zhang Yuning. Sang hiệp 2, những nỗ lực của Indonesia chỉ được đền đáp bằng một bàn thắng ở phút 86 với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Tom Hay. Thắng chung cuộc 2-1, Trung Quốc có được chiến thắng đầu tiên ở bảng C nhưng hiện vẫn đứng chót bảng. Ngược lại, Indonesia nhận thất bại đầu tiên sau 3 trận hòa và đang xếp ngay trên Trung Quốc. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Xin kính chào tạm biệt.